Chương trình radio Cà Phê Sáng chúc cho tất cả các cô chú, anh chị một ngày mới thật đẹp và bình an. Sống ở đời, điều tối kỵ nhất là mong mọi điều luôn hoàn hảo, tròn đầy. Không tin, bạn hãy nhìn xung quanh mà xem. Có người hôn nhân không tốt, nhưng con cái lại rất xuất sắc. Có người hôn nhân tốt, nhưng sức khỏe lại không được tốt. Có người sự nghiệp thuận lợi, nhưng gia đình lại không hòa thuận. Có người gia đình hòa thuận, nhưng cuộc sống lại rất thanh bần. Trạng thái tốt nhất của đời người chính là cầu khuyết không đầy. Phúc không thể hưởng hết, nhường 3 phần cho người khác. Lợi không thể chiếm hết, để 3 phần cho người khác. Công không thể tham hết, chia 3 phần cho người khác. Nước đầy thì tràn, trăng tròn thì khuyết. Trên đời này không có thứ gì là hoàn hảo. Cuộc sống của mỗi người đều có những thiếu sót này hay khác. Phía sau vẻ hào nhoáng, có thể, tôi dám có thể, là những nỗi đau không ai biết. Phía sau những thành tựu danh vọng, có thể là những tiếc nuối vô hạn. Đời người thật ra là một bài toán lựa chọn. Dù chọn thế nào cũng đều có tiếc nuối. Kết hôn thì không tự do, không kết hôn thì về già không có bạn. Không làm việc chăm chỉ thì không có tiền dưỡng già. Làm việc quá chăm chỉ, có thể không sống được đến tuổi già. Có những con đường không đi thì không cam lòng, đi rồi lại đầy đau thương. Có những con đường đi rất phóng khoáng, nhưng sau lưng là cô đơn và tiếc nuối. Đời người làm sao mà hoàn toàn như ý vạn sự, chỉ cầu một nửa vừa lòng. Bạn ngưỡng mộ vẻ hào nhoáng của người khác lại ngưỡng mộ sự an nhàn của bạn. Bạn ngưỡng mộ gia tài của người khác lại ngưỡng mộ sức khỏe và sự bình an của bạn. Hãy trân trọng mỗi ngày, sống đừng ganh tị với ai, làm tốt những việc nên làm, trân trọng những gì mình đang có, từ bỏ những tham muốn xa vời, sống cuộc đời bình yên. Sự đồng hành của gia đình và sức khỏe chẳng phải là tài sản quý giá nhất của đời người sao? Mỗi người có cách sống riêng, mỗi người có lựa chọn riêng. Đời người cần phải từ bỏ một số thứ để đổi lấy những thứ khác. Đời người không có đáp án tiêu chuẩn, cách bạn yêu thích là cách tốt nhất. Trích nguồn từ trang Facebook Ngẫm Cuộc Sống. Hãy chọn người sống có tâm. Ngoài đời có câu, đàn ông có tiền giữ được đàn bà có sắc, đàn ông có tình giữ được đàn bà có tâm. Ai đang sống cũng đều có một trái tim trong lồng ngực. Nhưng nếu một người muốn sống tốt thì trong trái tim họ phải có thêm chữ tâm. Điều này không phải ai cũng có. Vì vậy, thật may mắn nếu trong đời này bạn tìm thấy chữ tâm trong các mối tương giao. Cái tâm của một người rất quan trọng, vì nó nói lên tất cả về cách sống của họ đối với bạn và những người chung quanh. Người bạn đang yêu, nếu họ có tâm thì trong tình yêu sẽ có chữ tình, chữ nghĩa. Thiếu cái tâm thì một khi họ đã hết yêu thì tình nghĩa và tình người sẽ không còn. Người bạn đang gọi là bạn, nếu họ có tâm thì bạn đích thực sẽ luôn có. Thiếu cái tâm thì họ chỉ là những người bạn qua đường. Khi một người sống có cái tâm, dù họ giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, khôn hay dại, thì họ vẫn luôn là chính họ. Họ sẽ không bao giờ mang cái giàu, cái đẹp, cái khôn ra để thay đổi con người mình. Rất nhiều người thích chọn người giàu, người đẹp, người khôn để làm bạn, để yêu, để cưới. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ là tạm bợ và vô nghĩa, bởi nếu thiếu cái tâm, họ có thể sẽ thay lòng và trở mặt với bạn bất cứ lúc nào. Vì vậy, hãy luôn chọn người sống có cái tâm bạn nhé. Mấy dòng xin tỏ cùng ai, ngẫm đời muôn sự không ngoài chữ tâm. Tác giả: Thích
tánh tuệ. Chương trình Radio Cà Phê Sáng xin được kết thúc tại đây. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.